Mến chào quý khán thính giả trên kênh Little Saigon News Dự ngôn năm 2022 của nhà tiên tri người Anh Về định rớt đài, nữ hoàng Anh qua đời Facebook, Google gặp phải vấn đề khủng hoảng tài chính nghiêm trọng Trong thế giới ngày nay, ngày càng có nhiều tin xấu được nghe thấy mỗi ngày Vậy điều gì sẽ xảy ra vào năm 2022 sắp tới? Trong dự đoán mới nhất của mình, ông Gray Hamilton Parker, nhà tiên tri ngoại cảm người Anh đã dự đoán những sự kiện lớn sẽ xảy ra vào năm 2022, bao gồm biến đổi khí hậu, xung đột ở eo biển Đài Loan, chính trị Mỹ, liệu ông Trump có tranh cử vào năm 2024 hay không và việc Biden từ chức. Dưới đây chỉ là một số điểm chính để độc giả có thể tham khảo. Dịch bệnh liên quan đến tình hình dịch bệnh. Cách đây 2 năm, Parker đã từng dự đoán về sự xuất hiện của virus. Hai năm trở lại đây, thế giới phải trải qua thời kỳ khủng hoảng. Dịch bệnh sẽ còn tiếp tục trong vài năm nữa, virus sẽ cùng tồn tại với chúng ta. Hoàng gia Anh Parker đã dự đoán chính xác rằng Meghan và Harry sẽ rời Hoàng gia Anh, sống ở Canada và Hoa Kỳ, và cái chết của hoàng thân Philip, những điều này đều đã ứng nghiệm. Nữ hoàng Anh hiện đang bị ốm, anh ấy nói: "Tôi không thích dự đoán cái chết nhưng tôi nghĩ bà ấy có vấn đề về tim mặc dù nó không được đưa trong tin tức." Ông dự đoán rằng Nữ hoàng Anh đang bị bệnh tim, sau đại lễ vàng vào mùa hè năm 2022, sức khỏe của Nữ hoàng sẽ xấu đi nhanh chóng, có thể nước Anh sẽ mất Nữ hoàng vào cuối năm 2022. Sau đó sẽ có những xung đột quyền lực trong hoàng gia Anh, Thái tử Charles cuối cùng sẽ lên ngôi trở thành Quốc vương Charles, tuy nhiên thời gian nắm quyền của ông rất ngắn sau khi Charles đăng quang, ông ấy sẽ nghiêm khắc hơn với Meghan và Harry vì nhiều người đang phàn nàn về họ và cuối cùng Harry và Meghan sẽ ly hôn. Thêm nhiều người nổi tiếng, những vụ bê bối của các chính trị gia hàng đầu sẽ bị phân phui. Theo sau Epstein, các vụ bê bối sẽ giống như miệng cống bị mở ra vậy. Nhiều vụ bê bối sẽ bị phân phui. Vào năm 2022, các chính trị gia hàng đầu sẽ bị truy tố và mất chức vì tội tấn công tình dục trẻ em. Ông vẫn chưa thể nêu lên tên tất cả những người này và sẽ có một số tin tức chính về những người này trong bản tin trong năm tới, bao gồm cả những nhân vật từ chính trường Anh. Tất cả những điều này đều liên quan đến trường hợp của Jeffrey Epstein và những người này đều đứng đầu cơ sở chính trị của Anh còn có một số người khác sẽ là ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Tất cả đều dính líu đến cáo buộc tấn công tình dục trẻ em, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Nhiều vụ bê bối sẽ bị phanh phui trong thời gian tranh cử. Hầu hết tiền của họ đến từ hối lộ của chính phủ Cộng sản Trung Quốc. Biến đổi khí hậu Chúng ta sẽ thấy thời tiết khắc nghiệt hơn vào năm 2022, nạn đói trên diện rộng đã xuất hiện ở Bắc Triều Tiên và Châu Phi vấn đề mất mùa và thiếu lương thực vẫn diễn ra nghiêm trọng trên khắp thế giới một loại châu chấu khổng lồ hoặc bão côn trùng có thể xuất hiện ở mỹ sẽ có một vụ rò rỉ dầu trong đường ống lớn của một công ty dầu mỏ canada cháy rừng vẫn thường xảy ra giống như các đám cháy lớn ở california và úc ngoài ra một đám cháy rất lớn sẽ xảy ra ở một nơi như nga sẽ có lũ lụt nghiêm trọng ở London và Paris do thời tiết cực đoan ở Trung Quốc đặc biệt xấu, lũ lụt ở Trung Quốc vào năm 2022 sẽ nghiêm trọng hơn. Chiến tranh và xung đột xung đột giữa trung quốc và phương tây ngày càng trở nên nghiêm trọng chiến tranh virus tiềm ẩn là một cuộc chiến khủng khiếp khác dựa trên sự thao túng của virus giống như sars lây lan khắp nơi thông qua ho và hắt hơi đồng thời tình hình trung quốc cũng không ổn định một số lệnh cấm vận và thế giới áp đặt đối với trung quốc cuối cùng sẽ dẫn đến bất ổn trong nội bộ trung quốc hiện tại trung quốc đã có dấu hiệu sa sút ở đó sẽ phát sinh một cuộc cách mạng Tình hình eo biển ở Đài Loan sẽ trở nên căng thẳng hơn và chúng ta sẽ thấy đảng Cộng sản Trung Quốc phát động một cuộc tấn công vào Đài Loan. Hai năm trước, Parker đã nhìn thấy tức, cả những điều này thông qua công năng và nấy cảm thấy chuyện này sắp đến. Xung đột ở biên giới Trung Ấn sẽ tiếp tục. Sự phát triển của Ấn Độ cuối cùng sẽ vượt qua Trung Quốc. Nhật Bản cũng đang phát triển tên lửa siêu thành. Vì vậy, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc chạy đua vũ trang quy mô lớn thực sự. Và tất nhiên, tất cả những điều này là để đáp trả sự mở rộng quân sự quá mức, của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kim Jong-un có dấu hiệu sức khỏe kém và ông ấy sẽ bị phế truất. Parker cho rằng điều này sẽ sớm xảy ra. Đấu trường chính trị chu Biden sẽ không hoàn thành nhiệm kỳ của mình. Ông ấy sẽ bị mất chức. Bề ngoài thì nguyên nhân việc bãi nhiệm này là lý do sức khỏe, nhưng thực chất đó là một cuộc đảo chính trong chính đảng của ông ta. Có một bàn tay đen đằng sau chu Biden đang thao túng ông ta. Điều này cả thế giới đều đã thấy được. Ông ta thậm chí không có khả năng trả lời các câu hỏi của giới truyền thông. Một người bình thường không cần có cái nhìn sâu sắc cũng có thể biết con người này thực sự như thế nào. Thế giới ngày nay cần một nhà lãnh đạo quyết đoán và mạnh mẽ, còn một kẻ hèn nhát nguy hiểm cầm quyền là nguy hiểm cho toàn thế giới. Parker tin rằng Biden sẽ bị lật đổ. Ngay cả bản thân đảng Dân Chủ cũng nhận ra rằng Biden không phải là người có thể thực sự điều hành đất nước Đặc biệt nhiều vấn đề khó khăn trên thế giới trước mắt chúng ta có thể rất rất nguy hiểm. Ông ta sẽ được thay thế bởi một phụ nữ, nhưng Baker không nghĩ đó sẽ là Phó tổng thống Kamala Harris mà ông đã từng nói trước đây. Baker nói rằng ông đã nhìn thấy một ngôi sao chính trị mới, một phụ nữ da đen rất quyền lực trong Đảng Cộng hòa, bà ấy ủng hộ Trump, sẽ làm việc với Trump ở Nhà Trắng và rất mạnh mẽ. Bà ấy là một người rất giàu nghị lực. Phương tiện truyền thông xã hội của Trump sẽ thu hút nhiều người đăng ký hơn với sự xuất hiện của cuộc bầu cử giữa kỳ ở Hoa Kỳ, và Trump sẽ thông báo trên phương tiện truyền thông xã hội mới của mình rằng ông sẽ tranh cử tổng thống năm 2024 để thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Nền tảng này hoàn toàn khác với Facebook. Nó hướng đến tin tức, rất nhiều người nổi tiếng có kênh riêng của họ. Ví dụ như Nigel Farage một thành viên của đảng tự do Anh sẽ tổ chức các chương trình riêng của họ ở đó thường xuyên. Cũng có nhiều người có tư tưởng bảo thủ thực hiện các chương trình ở đó. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, nhiều đảng viên đảng Dân Chủ sẽ mất ghế. Biden đã thể hiện rất kém trong việc giải quyết các vấn đề ở Afghanistan, nhập cư bất hợp pháp ở biên giới và vấn đề Đài Loan. Do đó, trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới, đảng Dân Chủ tại Thượng viện và Hạ viện sẽ thua thảm bại sẽ có một cuộc đảo chính ở Brazil và tổng thống Brazil sẽ bị quân đội lật đổ. Liên minh châu Âu, sau Brazil, liên minh châu Âu sẽ bắt đầu chia rẽ và chúng ta sẽ dần thấy nhiều tin tức hơn. Đan Mạch hẳn là quốc gia tiếp theo rời châu Âu, ngoài ra Ba Lan và Hungary cũng sẽ tính đến chuyện bắt đầu tách ra. Kinh tế. Vì kinh doanh thế giới ảo Facebook Meta mới sẽ không thành công, sẽ thất bại hoàn toàn tiếp theo xảy ra vấn đề là google và amazon tiếp đó cả facebook và google đều gặp phải vấn đề khủng hoảng tài chính nghiêm trọng facebook sẽ dần rút lui khỏi thị trường tiếp đó là google rồi amazon hai công ty sau cũng sẽ phải đối mặt với sự đã kích và truy cứu về hành vi trốn thuế những người này đã trốn thuế trong một thời gian dài nicklas cựu phó thủ tướng vương quốc anh là giám đốc cấp cao của facebook sẽ từ chức Vấn đề nhập cư bất hợp pháp sẽ tiếp tục giống như một cơn lũ ở Hoa Kỳ, sau đó là châu Âu. EU cũng đang phải đối mặt với vấn đề khủng hoảng tài chính, thêm nhiều người nổi tiếng sẽ bị bỏ tù vì trốn thuế. Lạm phát cũng là một vấn đề lớn trong năm 2022 và nó sẽ diễn ra trên toàn thế giới, nhưng Hoa Kỳ và Vương quốc Anh sẽ nghiêm trọng hơn. Ông Baker từng tiên đoán chính xác về sự kiện Anh rời liên minh châu Âu và chiến thắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2016. Ông cũng đã dự đoán chính xác về đại dịch coronavirus từ năm 2017, khi ông nói rằng sẽ có một đại dịch cúm toàn cầu trong tương lai. Mỗi năm, nhà tiên tri ngoại cảm người Anh này đều dự ngôn về những sự kiện sẽ xảy ra trong năm tới và công bố chúng trên trang YouTube cá nhân. Mặc dù một số dự đoán của nhà ngoại cảm không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem những dự đoán của ông về năm 2022 liệu có thực sự ứng nghiệm. Thưa quý vị và bạn tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức của chúng tôi tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trên chương trình tin tức của kênh Little Saigon News.